Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình khóa 8 với bài luyện tập 2 nhằm mục đích giúp các em nắm chắc cách ghi công thức hóa học, khái niệm hóa trị và việc vận dụng quy tắc hóa trị. Cấu trúc bài luyện tập gồm có 2 phần. Thứ nhất là kiến thức cần nhớ và thứ hai là bài tập. Ở bài luyện tập 2, chúng ta cần nhớ các kiến thức liên quan đến công thức hóa học và hóa trị. Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất, mà chất lại được chia thành hai loại là đơn chất và hợp chất. Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học, nên công thức hóa học của đơn chất sẽ có dạng A hoặc AX. Công thức hóa học của đơn chất có dạng là A đối với các đơn chất kim loại như sodium Na, aluminium Al và các đơn chất kim loại khác, hoặc một vài phi kim như sulfur, carbon. Còn đơn chất có công thức hóa học là AX. Đối với phần lớn đơn chất phi kim thì thường X là 2, ví dụ oxygen, hydrogen, nitrogen, chlorine. Đối với hợp chất, công thức hóa học sẽ có dạng AXBY hoặc AXBYCZ tùy thuộc vào số nguyên tố tạo nên hợp chất. Ví dụ, sodium lauryl NaCl hoặc sulfuric acid H2SO4. Như vậy, công thức hóa học gồm ký hiệu hóa học và chỉ số. Từ ký hiệu hóa học, chúng ta có thể biết nguyên tố nào tạo ra chất. Từ chỉ số, chúng ta có thể biết được số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất. Và từ nguyên tử khối, chúng ta sẽ tính được khối lượng của một phân tử, tức là chúng ta tính được phân tử khối của chất. Ví dụ, từ công thức hóa học của nước là H2O, chúng ta biết được nguyên tố hydrogen và oxygen tạo ra nước. Trong một phân tử nước, có hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Phân tử khối của nước sẽ bằng khối lượng của hai nguyên tử hydrogen cộng cho khối lượng của một nguyên tử oxygen, tức là lấy 1 nhân 2 cộng cho 16 bằng 18 DVC. Tóm lại, ở phần công thức hóa học, cần nhớ công thức hóa học dùng để biểu diễn chất. Đối với đơn chất, công thức hóa học là A, dùng cho đơn chất kim loại và một vài phi kim như sulfur, carbon, v.v. hoặc AX, dùng cho phần lớn đơn chất phi kim, thường X là 2. Đối với hợp chất, công thức hóa học có dạng AXBY hoặc AXBYCZ. Mỗi công thức hóa học chỉ một phân tử của chất trừ đơn chất A và cho biết ba ý về chất, đó là nguyên tố tạo nên chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất và phân tử khối của chất. Nội dung kiến thức cần nhớ thứ hai liên quan đến hóa trị. Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử. Người ta dùng số La Mã để biểu diễn hóa trị. Với hợp chất AXBY, gọi A nhỏ là hóa trị của nguyên tố A, B nhỏ là hóa trị của B. Ta sẽ luôn có X nhân A bằng Y nhân B dựa theo quy tắc hóa trị. Dựa theo quy tắc hóa trị, chúng ta có các vận dụng như sau. Thứ nhất, tính hóa trị chưa biết. Ví dụ, với hợp chất AlF3, chỉ số của Al không ghi là 1, chỉ số của F là 3. Biết Al hóa trị 3, vậy F hóa trị là bao nhiêu? Chúng ta sẽ gọi B nhỏ là hóa trị của F. Theo quy tắc hóa trị, tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Có nghĩa là 1 nhân 3 sẽ bằng 3 nhân B. Từ đó suy ra được B sẽ bằng 1 nhân 3 chia 3 là 1. Vậy trong hợp chất AlF3, F hóa trị 1. Tương tự như vậy, cho hợp chất Fe2SO4 3 lần. Chỉ số của Fe là 2, chỉ số của nhóm SO4 là 3. Gọi A nhỏ là hóa trị của Fe.
còn nhóm SO4 hóa trị 2. Theo quy tắc hóa trị, chúng ta sẽ có 2 nhân A bằng 3 nhân 2. Có nghĩa là A sẽ bằng 3 nhân 2 chia 2 bằng 3. Vậy trong hợp chất Fe2SO4 3 lần, Fe có hóa trị 3. Vận dụng thứ hai, lập công thức hóa học. Ví dụ, hợp chất tạo bởi nguyên tố Cu và nguyên tố O. Công thức hóa học sẽ có dạng CuXOY. Biết Cu hóa trị 2, O hóa trị 2. Vậy công thức hóa học sẽ được lập như thế nào? Dựa theo quy tắc hóa trị, chúng ta sẽ có X nhân 2 bằng Y nhân 2. Từ đó chúng ta có tỷ lệ X chia Y là 2 chia 2, tối giản là 1 phần 1. Như vậy, tương đương với X là 1, tương đương với Y cũng là 1, nên công thức hóa học của chúng ta là CuO. Với hợp chất tạo bởi Fe và nhóm NO3, công thức hóa học sẽ có dạng FeXNO3Y lần. Trong đó, Fe hóa trị 3, NO3 hóa trị 1. Vậy chúng ta có X nhân 3 bằng Y nhân 1. Từ đó suy ra tỷ lệ X chia Y bằng 1 chia 3. Suy ra được tương đương với X là 1, tương đương với Y là 3. Vậy công thức hóa học là FeNO3 3 lần. Tương tự với hợp chất tạo bởi Al và nhóm SO4, công thức hóa học sẽ có dạng AlxSO4Y. Với hóa trị của Al là 3, hóa trị của SO4 là 2, chúng ta có tỷ lệ X chia Y bằng 2 chia 3. Từ đó suy ra X bằng 2, Y bằng 3. Vậy công thức hóa học là Al2SO4 3 lần. Sau khi nắm vững phần kiến thức cần nhớ, chúng ta sẽ bắt đầu làm bài tập. Bài 1. Hãy tính hóa trị của Cu, B, Si và Fe trong các công thức hóa học sau. CuOH 2 lần, BCl5, SiO2, FeNO3 3 lần. Với hợp chất CuOH 2 lần, gọi A nhỏ là hóa trị của Cu, OH hóa trị 1. Vậy chúng ta sẽ có A bằng 2 nhân 1 chia 1 bằng 2. Từ đây chúng ta có một mẹo nhỏ để tính nhanh hóa trị. Đó là lấy hóa trị đã biết, nhân cho chỉ số tương ứng và chia cho chỉ số còn lại. Có nghĩa là muốn tìm hóa trị của Cu, chúng ta sẽ lấy hóa trị của OH nhân cho chỉ số của OH và chia cho chỉ số của Cu. Vận dụng mẹo nhỏ này vào công thức tiếp theo, BCl5. Gọi A nhỏ là hóa trị của B, Cl hóa trị 1. Vậy chúng ta sẽ có A nhỏ bằng 1 nhân 5 chia 1 bằng 5. Tiếp tục với công thức SiO2, gọi A nhỏ là hóa trị của Si, O hóa trị 2. Vậy chúng ta sẽ có A nhỏ bằng lấy hóa trị của O nhân cho chỉ số của O chia cho chỉ số của Si, tức là A nhỏ sẽ bằng 2 nhân 2 chia 1. Tương tự cho FeNO3 3 lần. Gọi A nhỏ là hóa trị của Fe, NO3 hóa trị 1. Theo mẹo nhỏ chúng ta có, hóa trị của Fe là A sẽ bằng hóa trị của NO3 nhân cho chỉ số của NO3 chia cho chỉ số của Fe, tức là A nhỏ sẽ bằng 1 nhân 3 chia 1. Bài 2. Cho biết công thức hóa học của hợp chất tạo bởi nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H là XO và YH3. Chọn công thức hóa học phù hợp
cho hợp chất của X với Y. Với hợp chất XO, chúng ta thấy một nguyên tử X liên kết được với một nguyên tử O. Vậy hóa trị của X bằng với hóa trị của O là hai đơn vị. Còn trong hợp chất IH3, một nguyên tử Y liên kết được với ba nguyên tử H. Vậy Y có hóa trị 3. Hợp chất tạo bởi X và Y sẽ có dạng XXYY. Trong đó X hóa trị 2, Y hóa trị 3. Chúng ta vận dụng mẹo nhỏ để viết nhanh công thức hóa học, đó là chuyển chéo hóa trị. Hóa trị của X sẽ trở thành chỉ số của Y. Hóa trị của Y sẽ trở thành chỉ số của X. Vậy công thức của chúng ta sẽ là X3Y2. Theo hóa trị của Fe trong hợp chất Fe2O3, hãy chọn công thức hóa học phù hợp với hợp chất tạo bởi Fe và nhóm SO4. Trong công thức Fe2O3, gọi A nhỏ là hóa trị của Fe, O hóa trị 2. Vậy, lấy hóa trị của O nhân cho chỉ số của O chia cho chỉ số của Fe, chúng ta sẽ tìm được hóa trị của Fe. Có nghĩa là A nhỏ sẽ bằng 2 nhân 3 chia 2 bằng 3. Hợp chất tạo bởi Fe hóa trị 3 và nhóm SO4 hóa trị 2 sẽ có dạng FeXSO4Y. Theo mẹo nhỏ chuyển chéo hóa trị, chúng ta có hóa trị của Fe là 3, vậy chỉ số của SO4 sẽ là 3. SO4 hóa trị 2, vậy chỉ số của Fe là 2. Công thức hóa học là Fe2SO4 3 lần. Chúng ta chọn đáp án D. Bài tập 4 có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là công thức hóa học và yêu cầu thứ hai là tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm K, Ba, Al lần lượt liên kết với Cl và SO4. Hợp chất tạo bởi K và Cl sẽ có dạng KXCl. Trong đó K hóa trị 1, Cl hóa trị 1. Nên chúng ta có tỷ lệ X chia Y sẽ là 1 chia 1. X bằng 1, Y bằng 1 nên công thức hóa học cần tìm là KCl. Phân tử khối của KCl sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử K cộng cho khối lượng của một nguyên tử Cl. Tức là bằng 39 cộng 35,5 là 74,5 đơn vị carbon. Tương tự như vậy, hợp chất tạo bởi Ba và Cl sẽ có dạng BaXCl. Trong đó Ba hóa trị 2, Cl hóa trị 1. Vậy tỷ lệ X chia Y sẽ là 1 chia 2. Với X bằng 1, Y bằng 2 thì công thức hóa học cần tìm sẽ là BaCl2. Phân tử khối của BaCl2 sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử Ba cộng cho khối lượng của hai nguyên tử Cl. Tức là lấy 137 cộng 35,5 nhân 2. Tiếp theo, hợp chất tạo bởi Al và Cl sẽ có dạng AlXCly. Với Al hóa trị 3, Cl hóa trị 1, chúng ta có tỷ lệ X chia Y sẽ bằng 1 chia 3. X bằng 1, Y bằng 3, nên công thức hóa học sẽ là AlCl3. Phân tử khối của AlCl3 sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử Al cộng cho khối lượng của ba nguyên tử Cl. Với hợp chất tạo bởi K và nhóm SO4, công thức hóa học có dạng KXSO4Y. Lưu ý, chỉ số của nhóm SO4 sẽ được viết bên ngoài dấu ngoặc. Với K hóa trị 1, SO4 hóa trị 2, chúng ta có tỷ lệ X chia Y bằng 2 chia 1. X bằng 2, Y bằng 1, nên công thức hóa học cần tìm là K2SO4. Phân tử khối của K2SO4 sẽ bằng khối lượng của hai nguyên tử K cộng cho khối lượng của một nguyên tử S
cộng cho khối lượng của 4 nguyên tử ô. Tức là lấy 2 x 39 cộng 32 cộng 4 nhân cho 16. Với hợp chất tạo bởi Ba và nhóm SO4, công thức hóa học sẽ có dạng BaxSO4Y. Ba hóa trị 2, SO4 hóa trị 2, nên tỷ lệ X chia Y bằng 2 chia 2, tối giản là 1 chia 1. Vậy X bằng 1, Y bằng 1, nên công thức hóa học cần tìm là BaxSO4. Phân tử khối của BaxSO4 sẽ bằng khối lượng của một nguyên tử Ba cộng cho khối lượng của một nguyên tử S cộng cho khối lượng của 4 nguyên tử O. Tương tự, hợp chất tạo bởi Al và nhóm SO4 sẽ có dạng AlxSO4Y lần. Với Al hóa trị 3, SO4 hóa trị 2, chúng ta có tỷ lệ X chia Y bằng 2 chia 3. X bằng 2, Y bằng 3, nên công thức cần tìm sẽ là Al2SO4 3 lần. Phân tử khối của Al2SO4 3 lần sẽ bằng khối lượng của hai nguyên tử Al cộng cho khối lượng của 3 nguyên tử S cộng cho khối lượng của 12 nguyên tử O. Qua bài luyện tập, các em cần viết được công thức hóa học của đơn chất và hợp chất, biết công thức hóa học biểu diễn chất, cho biết ba ý về chất, đó là nguyên tố tạo nên chất, số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất và tính được phân tử khối của chất. Vận dụng được nguyên tắc hóa trị để tính hóa trị chưa biết, lập công thức hóa học hoặc xác định công thức hóa học phù hợp với nguyên tắc hóa trị. Chúc các em học tốt!